Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải về, cài đặt và sử dụng TeamView bản mới nhất. Đầu tiên là bạn sẽ mở cái web lên, tìm TeamView, chọn vào mấy cái link nào cũng được, miễn là teamview.com là được. Thì mình tải về bản tiếng Việt luôn, kéo xuống bấm tải về nè, chọn luôn ra màn hình, bấm save. Nè, nó đã tải xong rồi, giờ mình tắt web đi. Đây, mở nó lên để cài, bấm run. Ở trên bạn để mặc định là cài đặt cơ bản, nhưng mà ở dưới đây bạn chọn là personal dòng thứ hai, rồi bấm accept. Rồi bây giờ bấm close. Thì đây là cái giao diện của TeamView. Thông thường khi mà mình sử dụng để mình truy cập các máy tính á, thì như đây là đủ rồi, không cần phải đăng nhập gì hết. Nhưng mà có tài khoản thì nó sẽ có cái chức năng khác nữa, nhưng mà cũng không cần gì đến nó đâu. Thì sau khi cài TeamView thì bạn bấm vào đây, Extra, chọn Option. Ở trong này bạn bỏ dấu check ở cái dòng Start TeamView with Windows ra, để cái phần mềm này nó không tự bật lên khi mà máy tính của bạn khởi động. Bấm OK. Ở đây chính là cái số ID của mình. Thì khi mà mình muốn người ta truy cập vào cái máy của mình á, thì mình sẽ đưa cái số ID và cái password này cho người ta. Cái ID này, cái số không thay đổi, nhưng cái password này nè, mỗi lần bạn tắt TeamView đi, bạn mở lại, nó sẽ tự đổi, cho nên là không có gì phải sợ hết. Và bạn muốn đổi liền đó thì bạn bấm vô trong này, bấm cái dấu xoay tròn tròn nè, tạo cái mật khẩu mới đó. Bạn thấy nó tạo mật khẩu mới không? Thì khi mà bạn phải đưa hai cái này để người ta mới truy cập vào cái máy của mình được. Bây giờ mình sẽ thử dùng cái máy này mình truy cập vào một cái máy khác. Ở đây mình có một cái máy, mình nhập cái số của nó vô cái máy mà của người muốn cho mình truy cập vô á. Bạn kêu họ đưa cái số cho mình để mình truy cập vô, 8841571110, bấm connect. Ở đây nó bắt nhập mật khẩu vô, mật khẩu là cái số này nè, bên máy của người ta á, 8530, bấm log on. Đó, bạn sẽ thấy bây giờ là truy cập vô cái máy của người ta nè. Giao diện nó sẽ như thế này, nó sẽ mất cái màn hình đi, nhưng mà khi bạn thoát ra nó sẽ có lại. Thì người ta khi người ta truy cập vô máy của bạn cũng vậy, người ta kiểm soát hết như vậy. Rồi bây giờ ở đây nó có một số cái chức năng, bạn xổ mấy cái này xuống bạn coi nè. Ví dụ như ở đây nè, là gửi một cái file hay là lấy một cái hình, chụp lại cái màn hình, hoặc là bạn hướng dẫn cái gì đó xong bạn bấm vào đây để bạn thâu nó lại, hay là bạn gửi file qua lại này kia, nó rất là nhiều cái. Hay là kiểm soát máy in, ở đây gọi âm thanh nè, chat nè, video nè, ví dụ chat nè, ví dụ chat ha, bấm 2. Thì đó, chat vậy nè, thì bên máy người ta đó là thấy y vậy nè. Đây là màn hình của máy người ta thì người ta hiện 2 lên, tôi gọi là 3, ví dụ vậy. Thì bên mình sẽ thấy nè, bạn thấy nè, nó chớp 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 nè, đó người ta trả lời nè. Rồi bạn muốn gọi voice cũng được. Rồi, trong đây là nó có nhiều chức năng khác mà bạn tìm hiểu ha. Ví dụ như full màn hình nè, đó rồi đó, một một nè, có nhiều cái chức năng lắm, nhưng mà thường thì ít xài mấy cái đó. Khi mà truy cập vào máy á, thì chỉ có chỉnh sửa gì đó rồi mình đi ra thôi. Rồi bây giờ mình thoát ra ha. Còn một cái nữa là hồi nãy lúc mà mình kết nối, mình chọn vô đây á, thì mình remote control, tức là kiểm soát cái máy người ta để mà mình làm việc. Nhưng mà nếu mình muốn gửi cái file thì mình chọn dưới đây, tức là nó chỉ kết nối để gửi cái file qua thôi. Mà thử chọn đây ha, bấm connect cũng rất on bình thường. Đó, đây là cái giao diện của nó, đây là cái máy của bạn bên này.
còn bên này là máy của người ta. Ví dụ như bên máy mình chọn desktop màn hình, mình chọn một cái gì đó, ví dụ như cái hình 33 này đi, hình 33 đây, nó ở đây. Rồi mình sẽ chọn cái này để gửi qua, thì khi gửi qua mình muốn gửi lên màn hình người ta luôn, bấm vô đây. Rồi, chọn này ha. Bấm nút send, nó sẽ gửi cái file qua. Nó gửi qua này nè. Đó, bây giờ mình sẽ truy cập vô máy người ta mình kiểm tra. Bấm close. Chọn lại remote control. Log on. Bấm vô đây bạn hạ cái cửa sổ nó vô trong. Bạn sẽ thấy khi mà gửi cái file qua nó báo là gửi file thành công nè. Đây cái hình 33 nó đã qua rồi nè, bạn thấy không? Đó. Rồi tắt nha. Thì cơ bản là bạn chỉ cần bao nhiêu đó để mà sử dụng thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn những cái phần nâng cao hơn một chút xíu. Mình sẽ tạo tài khoản cho nó. Bấm sign up. Đây bạn gõ cái email vô. Email gì cũng được hết, nó không có bắt bạn xác nhận. Bấm next. Ở đây bạn nhập lại mật khẩu của máy tính, tôi phải nhập lại. Bạn nhập gì cũng được, nhớ là được. Bấm next. Finish. Rồi, đây bạn đã có tài khoản rồi. Bây giờ mình muốn kết nối với người ta thì mình phải add cái nick người ta. Bấm vào đây nè, có dấu cộng nè. Contact hoặc là remote computer tùy theo ha. Remote computer là kiểm tra cái máy tính, còn contact là một cái liên hệ. Gõ cái email ta vô đây. Của mấy kia như là gì? Ở cái group này để nguyên luôn đi, bấm OK. Khi mà bạn add vô nó sẽ ở đây, nhưng mà người ta cũng phải add mình nữa mới được. Thì khi mà nó vô rồi đó, thì bạn muốn truy cập vô cái máy người ta đó, bạn chỉ cần nhấp đôi vô nó thôi là nó sẽ truy cập. Sau đó nó sẽ hỏi mật khẩu để lưu hồi nãy nè, chứ bình thường nó là vậy nè, nó không có gì hết. Thì bạn phải hỏi người ta cái mật khẩu. Còn bạn thiết lập mật khẩu này kia sẵn luôn á, thì nếu mà cái máy của bạn á, thì ví dụ như bạn có một mạng lưới nhiều máy mà bạn ngồi một chỗ bạn kiểm soát á, thì bạn sẽ thiết lập mật khẩu mặc định cho nó luôn. Vô đây nè, bạn bấm vô đây nè, set personal password nè, bấm vào đây cho chọn một cái mật khẩu, bạn sẽ ghi cái mật khẩu của bạn vô đây, mật khẩu gì mà bạn nhớ á, bạn ghi vô đây luôn rồi bấm OK. Thì nếu mà cái máy này là máy của bạn á, thì bạn vô cái máy đó bạn thiết lập mật khẩu cho nó, rồi bạn truy cập, bạn nhập mật khẩu vô bình thường thôi. Thì bây giờ đến một cái phần mới là mình sẽ show cái màn hình này cho người ta coi. Ví dụ như bạn tổ chức một cái khóa học hay gì đó. Thì ở đây, ví dụ đây, mình sẽ cho cái máy này coi. Thì mình nhấp chuột phải lên nó. Bạn chọn một cái dòng này nè, show cái màn hình nó cho họ coi nè. Bấm vào đây. Thì bấm vậy á, phải chờ bên kia bấm OK mới được. Bên máy bên kia họ sẽ bấm nút Join thì nó sẽ vào. Thì bây giờ á, là bên đó họ đang thấy cái màn hình của bạn y vậy nè. Nếu mà bạn tổ chức một cái khóa học mà nhiều người thì bạn bấm invite vô đây nè, invite contact nè, cộng thêm người vô. Nhưng mà bạn phải add họ. Ở đây nè, nếu mà bạn có nhiều người ở đây, rồi bạn có 10 người nữa, cái danh sách nói đây thì bạn sẽ add họ họ vô trong cái nhóm này. Rồi bây giờ tắt này đi. Thì bây giờ mình sẽ thử lấy cái máy kia mình kiểm soát cái máy này ha. Đó, bạn thấy mình bấm không có được nè. Mình muốn mở cái gì lên, mà ví dụ mình muốn mở cái file hình 33 lên nè. Mình nhấp nè, nó sẽ hiện lên là cái máy thanh trúc này đang muốn mở cái hình này lên, đang bấm vô cái hình này. Bấm lại cho mình coi nè. Đó, nó hiện con chuột lên nè, nhưng mà họ đâu bấm lên được đâu. Thì á, bạn muốn họ họ có quyền bấm á, thì bạn bấm vào trong này. Bạn xỏ cái này ra nè, mũi tên trên cái máy của họ. Giống như là một khóa học mà có ai giơ tay phát biểu gì đó, muốn bấm cái gì đó cho người mọi người coi á, thì bạn chọn vô cái máy của cái người đó. Bạn chọn là allow control nè, tức là cho họ kiểm soát. Bấm vào đó thì bây giờ họ sẽ bấm được. Nè, bạn thấy họ bấm được không? Bấm được nè, và họ mở lên được luôn. Đó, họ sẽ kiểm soát được cái máy. Rồi, giờ mình tắt đi. À, bỏ cái dấu đó ra. Thì họ sẽ hết bấm được. Đó, hết bấm được, nó chỉ hiện hình con chuột lên thôi.
Thì trong này nó còn nhiều cái chức năng nữa. Bạn nghe đây nghe nè, allow audio, allow video, allow chat, là có cho họ chat hay không, có cho họ xem video hay là audio hay không, nè có cho chia sẻ file hay không. Ở đó thì bạn sẽ từ từ nghiên cứu, tại vì mấy này rất là dễ. Ở dưới đây nó còn một số cái phần nữa nè, ví dụ như xem màn hình nè, cái này nó vướng bận quá thì bạn thu nhỏ nó lại. Ở đây Firefox là cái hộp chia sẻ những cái file, ở đây là video, video của những cái người đó, họ giống như họ học rồi họ mở webcam họ lên cho có mặt vậy đó. Tin rồi là meeting nè, cái này nó còn nhiều cái phần nữa nhưng mà nó là phụ thôi, nhưng phần chính mình đã nói rồi. Phần phụ á thì nó là một cái số chức năng mở rộng mà thực sự ít khi nào mà dùng tới, thì nếu mà bạn muốn biết thì bạn phải sử dụng rồi bạn mò thêm. Rồi bây giờ bạn muốn thoát cái này ra, tức là mình học xong rồi đóng lớp, thì bạn chỉ cần bấm vô x thôi, vô x ở đây, bấm end meeting là xong. Rồi cảm ơn bạn đã xem video, nếu bạn thấy hay thì bạn hãy bấm like và bấm nút đăng ký để nhận những video mới nhất. Và ở dưới video này mình có để một cái đường link của cái nhóm trên Facebook về máy tính. Trong cái nhóm này là hỗ trợ lẫn nhau, nếu mà bạn có những cái vấn đề trục trặc về máy tính thì bạn vào đó bạn hỏi, sẽ có những người giúp bạn. Và nếu bạn có kiến thức về máy tính thì bạn cũng hãy tham gia vào đó để bạn giúp những người khác. Cái nhóm này nó đã được mấy năm rồi và nó cũng đông thành viên, nên bạn hãy bấm vào đường link đó, bạn xem và bạn tham gia. Cảm ơn bạn rất là nhiều.